Này nè. Trời ơi. Thấy không? Ông đang làm đã thiệt. Thấy không? Chị nói với cưng là 3 ngày nữa chị hái. Mà cưng nói cái trái thì thấy nó xanh gắt là lầm luôn, nhưng mà hộp im mới ra luôn. Dạ. Không, hôm nay em đi cái hộp đúng nè. Đi hộp đẹp nè. Ừ. Taxi 39 nha mọi người. Chị thương lái đi chung nè.